ta có một tòa thời không điền viên hỗn độn đông qua tinh bắt đầu một tòa thời không điền viên. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Đại hoang giới, một cái cực kỳ hung hiểm thế giới. Dưới có uy áp ngàn dặm hoang thú, tùy tiện quét ngang muôn vàn quốc gia. Bên trên có tay cầm nhật nguyệt tiên thần, nhất niệm có thể lấp hạo hãn uông dương nhưng ở 8.000 năm trước, một trận diệt thế hạo kiếp bao phủ toàn bộ đại hoang giới, vô số sinh linh mạnh mẽ ngã xuống, cứ việc đi qua mấy ngàn năm khôi phục, lại còn xa xa chưa đạt đỉnh phong. Đại hoang giới, thiên nam đại vực, ly u sơn mạch. Một tòa phong cảnh tú lệ dưới chân núi, có một khối ngăn nắp điền viên, có chừng mười mấy mẫu dáng vẻ, chỉ có một số nhỏ khu vực trồng điểm sắp khô héo cây nông nghiệp một cái thanh niên áo trắng mang theo mũ rơm vai khiêng cái cuốc đứng tại bờ ruộng bên trên, đối trên trời cái kia màu vàng kim đại điêu cười ngây ngô. Thật là lớn một đầu khác, một nồi khẳng định hầm không dưới, tối thiểu đến chỉnh hai nồi. Vương miểu sờ lên cái cầm, tự hỏi nên làm sao nắm hung mãnh đại điêu cho lừa gạt xuống tới, dạng này hôm nay bữa sáng mới có thể có rơi. Ngu ngốc, người qua đây nha, vương miểu buông xuống cái cuốc hướng kim điêu phất phất tay lớn tiếng nói nhưng này chỉ kim điêu chẳng qua là ở trên không xoay quanh hướng vương miểu quăng tới ánh mắt lạnh lùng nó cảnh giác bốn phía đồng thời vẫn còn đang suy tư lấy có nên hay không đáp xuống kết thúc cái miệng này nôn hương thơm đội nón cỏ thanh niên tính mệnh người xuống tới a à, ta có bảo bối cho ngươi xem thấy thứ một cái kế sách không có hiệu quả, vương miểu không chút hoang mang từ bên hông trong bao vải móc ra một khỏa lớn chừng quả đấm hoang thú nội đan. Nồng đậm khí huyết khoách tán ra, liền không khí đều xuất hiện nếp uốn. Màu vàng kim đại điêu hai mắt thoáng chốc bắn ra vẻ tham lam, cuối cùng làm ra quyết định, hai cánh chấn động, dùng chớp mắt trăm mét cực tốc đáp xuống, đồng thời mở ra sắc bén câu chảo nhưng cái này đủ để một chảo xé rách cự tượng kim điêu, tại ở gần vương miểu 39 mét thời điểm, không khí chung quanh phảng phất ngưng trệ, đưa nó một mực giam cầm. Ly, kim điêu chỉ tới kịp phát ra xuyên kim thấu thạch tiếng kêu, liền bị một cỗ lực lượng thần bí tan rã hóa thành chân quý dòng năng lượng xâm nhập điền viên bên trong. Chỉ có một khỏa lớn chừng quả đấm màu vàng kim nội đan rơi xuống, bị vương miểu đưa tay tiếp được. Đinh, thu hoạch được 1.000 điểm chất dinh dưỡng, đinh, thu hoạch được một khỏa huyền giai hạ phẩm hoang thú nội đan. Cơ giới thức thanh âm tại vương miểu trong óc vang lên, nhưng hắn sớm thành thói quen, khoan thai đi hướng cách đó không xa một khối vườn rau. Xuyên qua đến nguy hiểm đại hoang giới đã có tầm một tháng. Ngày đầu tiên, hắn liền thu được này tòa dài cùng rộng đều vì 100 mét điền viên, cũng biết điền viên có rất nhiều kỳ lạ lại mạnh mẽ công năng. Tỉ như, hiện tại, vương miểu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vừa mới lấy được một nghìn điểm chất dinh dưỡng phá đất mà lên, hóa thành tia nước nhỏ, toàn bộ rót vào một gốc xanh nhạt mầm non bên trong. Mông lung ánh sáng thong thả nở rộ tới. Mầm non lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng nở hoa, kết quả cuối cùng được đến một cái lớn chừng quả đấm cà chua, chịu nặng, ép cong đầu cành cây một cái huyền giai hạ phẩm cà chua, ta bữa sáng xem như có chỗ dựa rồi. Vương miểu lấy xuống cà chua, phía dưới rễ cây cấp tốc khô héo đổ dạp, ngay sau đó hóa thành cho bụi, trở thành này mảnh đất màu mỡ phân bón. Này tòa thời không điền viên cái thứ nhất công năng, là có thể lợi dụng chứa đựng chất dinh dưỡng tốc độ cao bồi dưỡng đủ loại thực vật, ăn hắn trái cây về sau. Có thể hào không tác dụng phụ chuyển hóa thành tu vi lực lượng nhưng bởi vì vương miểu còn không có đạt được đại hoang giới công pháp tu hành, cho nên lực lượng đều động lại ở trong người, tạm thời vô pháp sử dụng. Thời không điền viên tác dụng thứ hai, thì là phạm vi bên trong vô địch. Tục sơn, vô địch lĩnh vực, mới đầu biết cái này tác dụng lúc vương miểu hung hăng cao hứng một thanh, nhưng sau này mới phát hiện lĩnh vực phạm vi rất nhỏ. Thời không điền viên có bao lớn, lĩnh vực liền lớn bấy nhiêu. Cho nên, hiện giai đoạn lĩnh vực phạm vi liền là một cái một bên dài trăm mét hình lập phương, dưới mặt đất 50 mét, trên mặt đất 50 mét. Cứ việc phạm vi không lớn, lại là vương miểu tại đại hoang giới an thân nơi sống yên ổn, thay hắn giải quyết nhiều lần mối nguy, cũng mang đến rất nhiều tài nguyên. Đinh, chúc mừng thời không điền viên chi chủ tại nguy hiểm đại hoang giới sinh tồn đầy một tháng, chức năng mới, điền viên giao lưu hội, đã giải tỏa. Giao lưu hội mỗi tháng mở ra một lần, chủ nhân có khả năng đả thông đi tới các giới thời không thông đạo, mở rộng trao đổi phương diện. Dễ dàng cho thu thập càng nhiều chất dinh dưỡng cùng đặc thù linh chủng. Phàm là tham gia qua cả tràng giao lưu hội người, đều sẽ bị đánh lên thời không điền viên ấn ký, sẽ không đối chủ nhân sinh ra ác ý. Cơ giới thức thanh âm vang lên, vương miểu sau khi nghe xong, đối cái gọi là chức năng mới có một cái tương đối toàn diện hiểu rõ mỗi tháng có khả năng mở ra một trận giao lưu hội, thời không điền viên chi chủ có thể ngẫu nhiên hoặc chỉ định mỗi cái thế giới người vượt qua thời không, lại tới đây tham gia giao lưu hội. Ngoài ra, còn có khả năng định vị tham gia giao lưu hội người thế giới tọa độ, tùy thời có thể dùng thông qua thời không môn đi tới đi lui. Giao lưu hội tổ chức số lần càng nhiều, liền có thể nhờ vào đó đả thông càng nhiều thông hướng các đại thế giới lối đi lần thứ nhất điền viên giao lưu hội hạn định 5 người, về sau nhân số hạn mức cao nhất theo thứ tự tăng lên một người, làm nhân số lần đầu đột phá 10 cái, là có thể giải tỏa chức năng mới. Đối với cái này, Vương Miểu 10 phần mong đợi. Cuối cùng có thể thấy đến người bên ngoài, cầu thả một tháng, cũng là thời điểm làm một chút thích hợp bản thân công pháp. Bất quá, điền viên giao lưu hội, danh tự không cao to lắm bên trên, quản gia, có thể cải danh sao, vương miểu hỏi có khả năng cơ giới thức thanh âm vang lên. Đây là thời không điền viên phụ thêm thanh âm nhắc nhở, giống kiếp trước trí năng trí tuệ nhân tạo có thể trả lời rất nhiều vấn đề, cho nên Vương Miểu ưa thích quản nó gọi điền viên quản gia. Đổi thành Tiên Hữu giao lưu hội, Vương Miểu cho ra mệnh lệnh, "Đinh, giao lưu hội tên sửa đổi hoàn tất, xin hỏi thời không điền viên chi chủ, có hay không lập tức mở ra lần thứ nhất Tiên Hữu giao lưu hội?" Vì hiện ra thời không điền viên chi chủ cao quý, đến lúc đó có khả năng mô phỏng ra một mảnh tiên gia thánh địa chi cảnh làm hội trường, không người có thể nhìn thấu. Nghe được điền viên thanh âm của quản gia về sau, Vương Miểu nhìn xem cái kia một khối nhỏ vườn rau, phát hiện phía trên chỉ có mười mấy loại phàm giai thượng phẩm trái cây rau quả. Tại đại hoang giới, bảo vật phẩm giai từ thấp đến cao chia làm phàm giai, huyền giai, địa giai, thiên giai, tiên giai phàm dai chẳng qua là nhất thấp một cấp nếu như dùng này chút trái cây rau quả tổ chức tiên hữu giao lưu hội khẳng định sẽ có vẻ hết sức khó coi chờ ta lại chuẩn bị một chút vương miểu đưa tay tại bên hông trong bao vải rút một hồi lấy ra mười mấy viên lớn chừng quả đấm hoang thú nội đan đủ mọi màu sắc hắn sử dụng thời không điền viên phụ thêm công năng, đem hết thảy nội đan bóp nát, hóa thành 5888 điểm chất dinh dưỡng, toàn bộ dùng cho đổ vào sáng nay vừa gieo xuống một nhóm mầm non. Này chút mầm non vừa tiếp xúc chất dinh dưỡng, liền phi tốc sinh trưởng, rất nhanh dáng dấp xanh um tươi tốt. Có đầu cành cây bên trên kết đầy lớn chừng ngón cái thánh nữ quả, có dây leo bên trên mọc ra to lớn dưa hấu người bình thường tùy tiện ăn bên trên một cái, liền có thể dịch kinh phạt tủy, trăm bệnh đều không? Người tu hành ăn, đều có thể bỏ qua bình cảnh đột phá tu vi cảnh giới. Hết thảy hơn 300 viên phàm giai thượng phẩm thánh nữ quả, 6 cái huyền giai trung phẩm trái dưa hấu, tổ chức lần thứ nhất tiên hữu giao lưu hội cũng không thành vấn đề. Vương Miểu lại làm một chút chuẩn bị, cũng sử dụng lực lượng lĩnh vực tại điền viên vùng trời diễn hóa xuất một mảnh tiên vụ lượn lờ chỗ, mới bắt đầu chuẩn bị tuyển người. Quản gia tuyển người. Vương Miểu nói ra. Được rồi. Điền viên thanh âm của quản gia vừa mới hạ xuống, Vương Miểu liền phát hiện phía trước xuất hiện rất nhiều hình ảnh, có rất nhiều cổ lão thành trì, có rất nhiều rộng rãi thánh địa. Có rất nhiều một phái tiên gia chi cảnh thượng giới. Bất quá, hết thảy hình ảnh đều có màu đỏ khung, mang ý nghĩa còn không có mở ra lối đi. Đôi tỉ muội này không sai, tựa hồ là một cái nào đó tu hành thế gia chi chủ trên tay thiên kim, hẳn là có thích hợp công pháp của ta, then chốt nhìn xem đẹp mắt. Vương miểu chỉ một cái hình ảnh, nói ra. Vị này áo trắng bồng bềnh lão già tựa hồ là cái tiên nhân, trong mắt phảng phất viết rất nhiều chuyện xưa, có thể kéo qua nói một chút vương miểu đem lực chú ý đặt ở mặt khác trên tấm hình chọn lựa ra có thể đối với mình đưa đến trợ giúp tác dụng khách nhân bị mấy trăm cường giả truy sát cái kia cưỡi ngựa thiếu niên giống như đã từng quen biết cũng mang tới đi ồ vị này tiêu phu vì cho lão mẫu thân xin thuốc đều cho người ta quỳ xuống rất có hiếu tâm mặc dù khả năng không lớn có công pháp tu hành nhưng nếu thấy được liền là cùng ta có duyên cũng có thể mang tới, vương miểu tại vô số trong tấm hình chọn chúng năm người. Ta có một tòa thời không điền viên hỗn độn đông qua tinh cao thâm mặt chắc vương miểu chân quân. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Quản gia, liền là này năm cái. Vương miểu chỉ mấy cái kia đỏ khung hình ảnh, nói ra. Điền viên chi chủ, xác định là năm người này sao, điền viên quản gia hỏi. Xác định, vương miểu nhẹ gật đầu. Đinh, mở ra lối đi kích hoạt thời không môn thời không dẫn dắt tay khởi động bắt đầu bắt lấy cơ giới thức thanh âm tại vương miểu bên tai vang lên cái kia năm cái bị chọn chúng người chỗ hình ảnh khung theo màu đỏ biến thành màu xanh lá mang ý nghĩa lối đi đã bị thời không điền viên mở ra sau đó hết thảy hình ảnh cấp tốc tan biến thay vào đó là cái kia năm cái bị chọn chúng người một đôi tỉ muội đến từ cùng một nơi một cái kiều tiểu khả ái một cái thành thục bên trong mang theo vài phần khí khái hào hùng một cái áo trắng bồng bềnh mặt mũi hiền lành lão giả trong mắt tình cờ có vô số sinh linh mất mạng hình ảnh lóe lên dường như tại nhớ lại quá khứ thân bên trên tán phát ra bàng bạc tiên khí một cái thiếu niên mặc áo đen đang cầm lấy một sợi dây leo duy trì vung vẩy động tác mờ mịt nhìn xem chung quanh một cái bên hông treo đao bổ củi, làn da hiện lên màu lúa mì, mang theo phá mũ rộng vành dâu ria nam tử trung niên, quần áo trên người rách tung tóe, hai tay đều mài ra vết chai. Đây là nơi nào? Cảm giác giống như trong truyền thuyết tiên giới, đôi tỉ muội kia hơi khẩn trương đánh giá bốn phía, Bản tiên rõ ràng tại tiên giới tưởng niệm quá khứ cố nhân, tại sao lại đột nhiên tới đây, chẳng lẽ là tâm ma gây chuyện, vị kia lão tiên nhân cảnh giác đánh giá bốn phía. Ai nha, nguy hiểm thật, kém chút liền bị đuổi kịp, còn tốt con ngựa của ta chạy tương đối nhanh. A, à, đây là nơi nào? Con ngựa của ta đâu? Thiếu niên mặc áo đen trừng to mắt, đánh giá chung quanh vị kia mặt đầy dâu ria tiều phu biểu hiện được khẩn trương nhất, bờ môi run rẩy, không nói một lời đánh giá bốn phía, không biết mình là đang nằm mơ, vẫn là gặp trong truyền thuyết thần thoại tiên thần. Nơi này là tiên hữu giao lưu hội hội trường, ở vào vĩnh hằng thời không trong khe hẹp, cách cách các người thế giới đang ở có vô tận xa khoảng cách xa. Rộng rãi đại khí thanh âm theo bốn phía truyền đến, khiến cho năm người thân thể chấn động nhất là tu vi cao nhất lão tiên nhân trong mắt vẻ cảnh giác trong nháy mắt thối lui hóa thành kinh ngạc làm độ kiếp phi thăng tiên nhân hắn đã sớm đã trải qua tâm ma khảo nghiệm đi qua vừa rồi phán đoán về sau xác định đây là một cái hoàn toàn xa lạ thế giới chân thật cổ lão lại cường thịnh cao hơn tiên giới cấp tại mọi người kinh ngạc cùng ánh mắt mong chờ bên trong một vị thanh niên lăng không hiển hiện hắn toàn thân áo trắng, dung nhan tuấn giật, khí tức phiếu miểu, giống như siêu thời kỳ viễn cổ vô thượng cường giả, cho người ta một loại không có thể dung chuyển cảm giác. Cái này người, chính là vương miểu. Đem năm người này mang đến thời không điền viên về sau, hắn đã thu hoạch đến mấy người kia thân phận tin tức, cũng biết bọn hắn đến từ thế nào cái thế giới. Đôi tỷ muội kia cũng tới từ đại hoang giới, muội muội đinh lâm hương, tỷ tỷ đinh lâm hoa lão tiên nhân tên là Phùng Mục Viễn, từng vì đại hoang giới người tu hành, bây giờ đã phi thăng tiên giới, bởi vì nơi đó ước thúc phong phú, mong muốn hạ giới mười phần khó khăn. Thiếu niên mặc áo đen đến từ một cái cao võ vị diện, tên là Đường Hòa. Tiều phu đến từ một cái phàm tục thế giới, nơi đó không có người tu hành, hắn chưa bao giờ có tên, một mực dùng tiều phu, nhị chữ vì danh. Ngay tại Vương Miểu đánh giá năm người này lúc bọn hắn cũng đang quan sát Vương Miểu. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, thiếu niên mặc áo đen đường hỏa hiểu được xem xét thời thế, liền vội vàng khom người cảm tạ, nói. Nếu như không phải tiền bối đem ta đưa đến tiên hữu giao lưu hội, ta nhất định sẽ bị đám kia tặc nhân đuổi kịp tháo thành tám khối, nói xong, đường hỏa trực tiếp đem một bản cổ tịch đưa tới. Đây là hắn dưới cơ duyên xảo hợp lấy được, là chính mình trước mắt có phẩm giai cao nhất công pháp. Mặc dù không biết vị này khí tức phiếu miểu thanh niên là ai, nhưng Đường Hỏa cho rằng đối phương khẳng định là một đầu hết sức to đùi, trước ôm vào lại nói. Vương Miểu thấy một màn này, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng có chút ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Tổ chức Tiên Hữu giao lưu hội một trong những mục đích chính là vì theo những người khác trên thân thu hoạch được công pháp. Vương Miểu vốn cho rằng vẫn phải hoa tốn nhiều sức lực mới có thể có thu hoạch, nào có thể đoán được đường hòa như thế thượng đạo, chủ động đưa ra công pháp. Đó là thứ thuộc về ngươi, bản chân quân sẽ không cầm, Vương Miểu khoát tay áo, phảng phất không dính khói lửa trần gian vô thượng cường già. Nhưng trên thực tế, hắn đã lợi dụng thời không điền viên phụ trợ công năng, đem trong cổ tịch nội dung phục chế xuống tới, phát hiện đây là một bản tên là Thần Hỏa Quyết Thiên Giai Công Pháp coi như không tệ tỉ muội chúng ta đang ở theo thùa luyện đàn chưa từng nghĩ lại đi tới nơi này xin hỏi thượng tiên chúng ta còn có thể đi trở về sao đinh lâm hoa khẽ khom người hết sức có lễ phép mà hỏi thăm chờ mở xong tiên hữu giao lưu hội bản chân quân tự nhiên sẽ đưa các ngươi trở lại thế giới cũ còn có ta chính là vương miểu chân quân không phải tiên không phải thần chẳng qua là một giới tục nhân chư vị không cần câu nệ Vương Miểu phất phất tay, hư không trung lập tức xuất hiện mấy trương bàn ghế. Trên bàn trưng bày một chút mâm đựng trái cây, có thánh nữ quả, chanh mảnh, nước dưa hấu các loại. Một chút phàm tục đồ vật. Lão tiên nhân Phùng Mục Viễn nhìn xem những cái kia hoa quả, phát hiện đều là dùng bình thường nhất hạt giống trồng ra tới, nhưng trong đó lại ẩn chứa linh khí nồng nặc, không thể so linh quả kém điều này nói rõ này chút đến từ thế gian hoa quả đều sinh trưởng tại nồng độ linh khí kỳ cao trong hoàn cảnh ít nhất đều là cùng tiên giới ngang cấp địa phương chẳng lẽ vị kia vương miểu chân quân từng là tiên giới bên trong đại năng phùng mục viễn phẳng phất phát hiện đại lục mới nhưng phát hiện nhìn mình không thấu vương miểu tạm thời không dám hỏi thăm sợ rước lấy đối phương không vui ngồi đi vương miểu lại phất phất tay năm người phát hiện trước mắt một hồi đấu chuyển tinh di lại bình tĩnh lại đến liền phát hiện mình ngồi ở bàn dài trước trên ghế không khỏi đối vương miểu sinh ra vẻ kính sợ những cái bàn này tựa hồ chỉ là dùng bình thường vật liệu gỗ chế tác nhìn xem thường thường không có gì lạ nhưng mặt ngoài đều bị một cỗ lực lượng thần bí bảo hộ dù cho ta toàn lực ra tay cũng không cách nào đem phá hư này loại hóa mục nát thành thần kỳ thủ đoạn ít nhất xuất từ tiên quân tay phùng mục viễn ngồi ngay ngắn trên ghế vụng trộm dùng thần thức kiểm tra có phát hiện kinh người trong lòng không khỏi lại lần nữa rung động mấy người khác tu vi không cao cũng không có hắn như vậy cảnh giác bây giờ đều tại tò mò nhìn trên bàn hoa quả tiên tiên nhân van cầu ngài mau cứu ta cái kia bị bệnh liệt giường lão mẫu thân chỉ cần ngài có thể giúp ta người muốn ta làm cái gì đều được tiêu phu ý thức được chính mình gặp thần tiên trong truyền thuyết liền vội vàng quỳ xuống đất thần tình kích động khẩn cầu cử động của hắn dẫn tới mặt khác ánh mắt của bốn người nhưng đang ngồi đều là người xa lạ trong lòng bọn họ khó tránh khỏi có chút cảnh giác không muốn theo liền bại lộ chính mình để tránh bị người hữu tâm để mắt tới tiều phu, đến từ đê võ thế giới, thanh phàm thế tục giới, nay tuổi 32 tuổi, không vợ không con, chỉ có một cái bị bệnh liệt giường nhiều năm lão mẫu thân, ta nói không sai chứ. Vương miểu mở miệng hỏi. Hắn vung tay lên, tiều phu lập tức bị lực lượng vô hình đỡ dậy. Kẻ hèn không biết như thế nào thanh phàm thế tục giới, nhưng tiên nhân đằng sau nói tới câu câu là thật còn mời mau cứu ta kia đáng thương lão mẫu thân, tiều phu liên tục gật đầu, khẩn cầu bốn người khác đều lộ ra vẻ kinh ngạc chẳng lẽ chúng ta thật đến từ thế giới khác nhau như đúng như này chỉ bằng vào tay này tùy ý theo vạn giới bắt người thủ đoạn vị này vương miểu chân quân tuyệt đối so với tiên quân mạnh hơn có thể là một tôn tiên đế cấp bậc đại thần thông lão tiên nhân phùng mục viễn thẩm nghĩ càng ngày càng cung kính đã thấy vương miểu chỉ trên bàn hoa quả nói Tiều phu này chút hoa quả ẩn chứa lượng nhỏ thiên địa linh khí, mẫu thân ngươi ăn được một quả, không chỉ có thể khỏi hẳn, còn có thể sống lâu trăm tuổi thật. Vật thật cảm ơn tiên nhân rồi. Tiều phu liên tục cảm kích mới dám lấy đi một quả thánh nữ quả đến mức mặt khác không dám chút nào đụng, cục xúc bất an hỏi tiên nhân có thể hay không để cho ta bây giờ đi về chờ mẫu thân không việc gì, ta nhất định làm ngài làm châu làm ngựa. Gần đây, bản chân quân thần du vạn giới, phát hiện ngươi rất có hiếu tâm, liền phá lệ tuyển ngươi tham gia tiên hữu giao lưu hội, linh quả ngươi có khả năng cầm đi cứu người, đến mức làm trâu làm ngựa. Liền miễn đi, vương miểu bấm tay một điểm, tiều phu sau lưng trống rỗng xuất hiện một tòa bạch ngọc sắc cổng vòm. Thấu qua thời không môn, có thể thấy một tòa cũ nát nhà lá, trong đó nằm một vị bệnh nặng lão nhân, đang ở vô lực ho khan. Tiều phu giấu trong lòng tâm tình kích động đi qua thời không môn, phát hiện mình thật về đến nhà, vội vàng nắm cái kia viên thánh nữ quả đập nát cho mẫu thân ăn. Nàng thương bệnh trong nháy mắt khỏi hẳn, nhảy nhót tưng bừng. Cái này, Trần Thần, Phùng Mục Viễn, Đinh Lâm Hương, Đường Hòa đám người tất cả đều lộ ra vẻ khó tin. Làm người tu hành, bọn hắn cũng có chữa thương đan dược nhưng hắn dược hiệu quá mạnh, phàm nhân ăn dễ dàng bạo thể mà chết, nhưng tiên hữu giao lưu hội bên trên một khỏa bình thường thánh nữ quả liền có so chữa thương đan dược thần kỳ hơn hiệu quả, khiến cho người kinh ngạc. Nhưng mọi người càng kinh thán hơn tại vương miểu có khả năng tùy ý mở ra thời không thông đạo năng lực nhìn về phía trong ánh mắt của hắn, tràn đầy kính sợ. Bọn hắn biết chính mình nhất định là gặp cơ duyên lớn lao ta có một tòa thời không điền viên hỗn độn đông qua tinh lần thứ nhất tiên hữu giao lưu hội nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com tiên nhân ân cứu mạng kẻ hèn suốt đời khó quên tiều phu mang theo mẹ của hắn quỳ gối nhà lá trước cách thời không môn không ngừng đối vương miểu dập đầu cảm kích đối với cái này vương miểu rất bất đắc dĩ nếu như không phải lực lượng lĩnh vực vô pháp lan tràn đến tiểu phu chỗ thế tục giới hắn thật nghĩ dùng lực lượng vô hình đem mẹ con bọn hắn nâng đỡ làm đã từng thời đại mới thanh niên bị người quỳ như vậy vương miểu cảm giác rất không quen thế là tay nhỏ lắc một cái lầm đóng thời không môn mặc dù tâm niệm vừa động liền có thể mở ra thời không môn nhưng vương miểu ý thức được đã không cần như thế còn tại tiên hữu giao lưu hội bên trên bốn người nghĩ lầm vương miểu không vui trong lòng đều có chút khẩn trương, trừ vị tiên hữu không cần khẩn trương trên bàn hoa quả rau quả nước trái cây đều là vô hại sản phẩm tùy ý nhấm nháp vương miểu cầm lấy một chén nước dưa hấu uống dùng thời không điền viên chất dinh dưỡng bồi dưỡng dưa hấu mùi vị càng tốt hơn mà lại sau khi uống còn có thể chuyển hóa làm thuần túy tu vi lực lượng cường thân kiện thể còn có bản chân quân sở dĩ tổ chức tiên hữu giao lưu hội là vì xúc tiến đến từ vạn giới khác biệt tiên hữu ở giữa trao đổi chư vị không cần để ý ta lẫn nhau tâm sự vương miểu lại bổ sung một câu sợ tẻ ngát thiếu niên mặc áo đen đường hòa thận trọng ăn một khỏa thánh nữ quả trên thân bỗng nhiên truyền ra sóng lớn dâng trào thanh âm khí tức trở nên càng thêm hùng hậu ta vậy mà đột phá đường hòa cả kinh nói Hắn kẹt tại võ giả đình phong đã có hơn nửa tháng, thật vất vả cướp được một gốc linh thảo, chuẩn bị luyện thành đan dược lại dùng, dùng đột phá này cảnh giới. Thật không nghĩ đến, tiên hữu giao lưu hội bên trên một khỏa bình thường hoa quả liền có thể khiến cho hắn đột phá đến võ sư nhất trọng, mà lại sau khi đột phá căn cơ ghim chắc. Không có đập đan dược mang tới loại kia phù phiếm cảm giác. Liền thể chất đều trở nên càng tinh khiết hơn. Ăn ngon, ăn ngon thật đường hỏa hai mắt hừng hực, không ngừng đem trên bàn thánh nữ quả tranh mảnh hướng trong miệng nhét. Dầm dầm dầm, đường hỏa trên người khí tức không ngừng tăng cường, rất nhanh theo võ sư nhất trọng đột phá đến võ sư đỉnh phong, tiếp theo là vũ linh nhất trọng, cũng không ngừng tăng lên. Cuối cùng đứng tại vũ linh đỉnh phong, đôi tỉ muội kia hoa nhìn xem một màn này, đều choáng váng vừa tới thời điểm, đường hỏa tuy có tu vi, nhưng so với các nàng tỉ muội yếu đi rất nhiều, có thể lúc này mới bao lâu, liền đã nhanh muốn vượt qua các nàng. Thật không hổ là chân quân hoa quả, không chỉ ăn ngon, còn có thể tăng cao tu vi, đường hỏa ở một cái tầm mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào những người khác mặt bàn, nuốt ngụm nước bọt, hỏi. Cái kia, các vị tiên hữu các ngươi không ăn, có thể hay không cho ta, người này người làm sao như thế tham ăn muội muội đinh lâm hương vội vàng bảo vệ chính mình nước dưa hấu vì phòng ngừa bị đường hòa cướp đi nàng cố ý uống một ngụm sau đó phát hiện mùi vị cực kỳ tốt càng quan trọng hơn là tu vi của nàng cũng đột phá ta ta vậy mà cũng đột phá đinh lâm hương kinh hỉ nói đem chọn chén nước dưa hấu uống sạch trên thân khí tức tăng vọt trên gương mặt xinh đẹp không khỏi lộ ra vẻ đắc ý nàng tuy là tiểu thư khuê các nhưng trong ngày thường thiếu đi trói buộc tương đối tùy tính. Chính là bởi vì ham chơi, 15 tuổi cũng mới võ sư đỉnh phong, thường xuyên bởi vì cái này bị phụ thân quở trách. Bây giờ, uống một chén nước dưa hấu liền đột phá vũ linh chi cảnh, về đến trong nhà, chắc chắn nhường hết thầy quở trách qua nàng người lau mắt mà nhìn. Muội muội, cẩn thận điểm. Tỷ tỷ đinh lâm hoa vội vàng giật giật đinh linh hương ống tay áo, nhưng vẫn là đối nước dưa hấu tác dụng thấy vô cùng kinh ngạc. Cùng đinh lâm hương khác biệt, đinh lâm hoa đã sớm bái nhập một cái nào đó thánh địa, bây giờ đã là võ vương chi cảnh, được xưng là thanh niên bối phận thiên kiêu. Nhưng dù cho như thế, nàng cũng chưa bao giờ có nhanh như vậy tốc độ đột phá, đinh lâm hoa cũng uống rơi xuống một chén nước dưa hấu phát hiện tu vi có trên phạm vi lớn tăng trưởng tại võ vương cảnh giới bên trong đi được càng xa lão tiên nhân phùng mục viễn theo đinh lâm hoa trên thân đã nhận ra khí tức quen thuộc nhịn không được hỏi tiểu cô nương người tu hành có thể là bách hoa thánh tông thiên giai công pháp bách hoa tiên quyết ồ đinh lâm hoa lộ ra vẻ kinh ngạc nói vãn bối hoàn toàn chính xác tu luyện bách hoa tiên quyết, là bách hoa thánh tông đệ tử, sư thừa diệu linh vũ tôn, không biết tiền bối là phủ nhận biết gia sư, không biết. Phùng mục viễn khẽ lắc đầu. Đinh lâm hoa có chút thất vọng. Nhưng ta biết bách hoa tiên tử. Phùng mục viễn bỗng nhiên nói ra, trên mặt lộ ra hồi ức chi sắc, vạn năm trước đó, ta cùng nàng còn là chiến hữu sau này cũng cùng nhau phi thăng thành công, phi thăng. T. Đình Lâm Hoa đánh giá Phùng Mục Viễn, phát hiện hắn trên trán một nốt ruồi rất quen thuộc, tựa hồ tại tông môn trong cấm địa gặp qua chân dung, đột nhiên ý thức được cái gì. Tiền bối chẳng lẽ liền là vạn năm trước quét ngang chư thiên, mục viễn cổ đế, chúng ta tổ sư bách hoa tiên tử năm đó thầm mến đối tượng, cái gì, bách hoa tiên tử thầm mến ta. Phùng mục viễn ban đầu không có gì, nhưng nghe đinh lâm hoa bát quấy, lập tức kinh ngạc đến chừng lớn hai mắt, mơ hồ có chút kinh hỉ tông môn trong cấm địa thả một bản nhật ký, truyền thuyết là tổ sư Bách Hoa Tiên từ trước khi phi thăng lưu lại, vãn bối trộm nhìn lén qua, xác thực gặp qua dạng này miêu tả. Đinh Lâm hòa yếu ớt chân chính. Vương Miểu ngồi tại chủ vị, có chút hăng hái nghe bát quái, tối cười thầm nói. Xem ra, trời xui đất khiến phía dưới, ta vậy mà thành nguyệt lão phùng mục viễn nghe đinh lâm hoa lão thân thể chấn động phảng phất thấy được năm đó cái kia ưa thích cùng sau lưng tự mình cười rộ lên lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ gầy nhược nữ tử nguyên lai like, nàng một mực thích ta có thể là nàng vì sao không nói cho ta phùng mục viễn thân thể cuồng run rẩy trong mắt tràn đầy vẻ không hiểu bởi vì bách hoa tiên tử cũng không biết ngươi có thích hay không nàng, cũng sợ hãi thổ lộ thất bại dẫn đến hai người liền bằng hữu đều không làm được, cho nên, nàng chậm chạp không dám biểu lộ tâm ý. Rộng rãi thanh âm theo vương miểu trong miệng truyền ra, giống như thiên đạo thanh âm, khiến cho phùng mục viễn thân thể đại chấn, đại triệt đại ngộ, khó trách bách hoa thường xuyên tìm ta trả lại cho ta đưa rất nhiều thứ còn mời ta tham gia tiên đạo đại hội đem ta giới thiệu cho nàng tại tiên giới rất nhiều đạo hữu vốn cho rằng chỉ là một loại đối tiền bối kính trọng nào có thể đoán được nàng vậy mà thích ta nếu như lúc trước ta có thể dũng cảm một chút đem bách hoa giữ lại ở nàng cũng sẽ không rời đi càng sẽ không xảy ra chuyện phùng mục viễn tê liệt trên ghế ngồi gương mặt áy náy cùng hối hận Bách Hoa tiên tử làm sao vậy, mọi người tò mò hỏi. Mười năm trước, Bách Hoa cùng đạo hữu khác phụng mệnh đi tới một cái nào đó hạ giới chấn áp tà ma, sau đó liền bật vô âm tín, đến nay chưa về, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Năm đó, nếu như ta có thể dũng cảm giữ lại, nàng liền sẽ không đi đón nhiệm vụ kia, càng sẽ không mất tích dòng dã mười năm, phùng mục viễn càng ngày càng áy náy. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, có chí tiến thủ hơi thở thâm bất khả chắc vương miểu khẩn cầu. Trần quân, ngài là có thể tùy ý đả thông vạn giới bậc đại thần thông, nhất định có biện pháp tìm tới bách hoa, còn mời giúp ta một chút. Vương miểu sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng rất là bất đắc dĩ. Hắn chẳng qua là nhìn xem mạnh, kỳ thật trước mắt vẫn là cái gà yếu, giúp thế nào? nhưng nghĩ đến mình có thể thấy chư thiên vạn giới hình ảnh, có lẽ có thể tìm được bách hoa tiên tử tung tích. Phùng mục viễn coi là đang trầm tư vương miểu là đang trần chờ thế là quả quyết hái người tiếp theo chữ vật giới chỉ, hai tay dâng lên, nói ra. Đây là vãn bối tiên giai không gian giới chỉ, bên trong rất nhiều bảo vật, đều là vãn bối trước khi phi thăng theo một cái nào đó thượng cổ đại năng động phủ lấy được, lai lịch bất phàm mặc dù biết chân quân đáy xúc tích thâm hậu, chướng mắt này chút phàm tục đồ vật nhưng hay là hy vọng tiền bối có thể thi triển đại thần thông tìm một chút bách hoa. Như có thể tìm tới nàng, vãn bối nguyện vì ngài đi theo làm tùy tùng, nghe lời này, đinh lâm hoa cũng hướng vương miểu quăng đi khẩn cầu tầm mát. Bách hoa tiên tử là nàng tổ sư, nàng tự nhiên cũng hy vọng vương miểu có thể giúp đỡ tìm người. Ngoạ tào tiên khí cấp không gian khác chiếc nhẫn không học thức đường hòa nhìn xem chiếc nhẫn kia, đột nhiên nuốt ngụm nước bọt, đều nhanh hâm mộ khóc. Đừng nói đường hỏa hâm mộ, vương miểu cũng nhanh thèm khóc. Nếu không phải vì bảo trì cao nhân tiền bối phong phạm, hắn đều nghĩ lập tức tiếp nhận cái mai không gian giới chỉ này, tra một chút bên trong có tiên hay không dai trở lên công pháp. trầm ngâm một lát sau, vương miểu bình phục kích động trong lòng, nói thôi được, nể tình các ngươi cùng ta có duyên, đợi tiên hữu giao lưu hội kết thúc, liền cố mà làm tại chư thiên vạn giới bên trong tìm một chút, đến mức bách hoa sống hay chết. Bản chân quân có thể không dám hứa chắc, có chân quân một câu, tiểu tiên an tâm. Phùng mục viễn thở vào một cái, đem không gian giới chỉ đặt ở vương miểu trước người trên bàn, sau đó trở lại trên vị trí của mình. Một viên tiên giai không gian giới chỉ, còn có không ít bảo vật kiếm lợi lớn vương miểu vì bảo trì bức cách không có đem không gian giới chỉ thu hồi mặt ngoài lạnh nhạt nhìn thẳng phía trước ngón tay không ngừng gõ nhẹ lan can trong lòng kỳ thực đã trong bụng nở hoa phùng mục viễn chú ý tới vương miểu động tác nghĩ lầm hắn tại thông qua đặc thù thủ pháp suy tính bách hoa vị trí trong lòng không khỏi xúc động cùng mong đợi ta có một tòa thời không điền viên hỗn độn đông qua tinh vạn hóa thiên công ăn ra một cái hoàng kim thánh thể nghe chọn bộ tại mê audio com có phùng mục viễn này vừa ra tiên hữu giao lưu hội bên trên mọi người sớm đã suy nghĩ muôn vàn chẳng qua là có một câu không có một câu trò chuyện sau đó không lâu một canh giờ đến lần này tiên hữu giao lưu hội liền tới đây vương miểu đứng lên đứng chắp tay tiếp tục duy trì rất có bức cách động tác chân quân tiền bối về sau ta còn có thể lại đến sao đường hỏa khẩn trương lại mong đợi hỏi đối với hắn mà nói tiên hữu giao lưu hội là một cái cơ duyên to lớn không ít thấy đến còn mạnh hơn võ đế vô số lần tiên nhân càng là gặp so tiên nhân mạnh hơn bậc đại thần thông dù cho chẳng qua là tới bưng trà đưa nước cũng có thể dính dính đại lão ánh sáng hữu duyên tự nhiên có thể gặp lại vương miểu bấm tay một điểm tất cả mọi người sau lưng đều xuất hiện một tòa thời không môn chân quân, trong không gian giới chỉ có bách hoa chân dung, việc này liền xin nhờ ngài. Phùng mục viễn lo lắng nói. Một khi có bách hoa tiên tử tin tức, bản chân quân tự sẽ thông báo ngươi. Vương miểu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mọi người lập tức xuyên qua thời không môn, trở lại riêng phần mình thế giới. Đóng cửa thời không phía sau cửa, vương miểu thở vào một cái cuối cùng đã đi trang đại lão lại sự tình này vẫn phải luyện thêm một chút miễn cho lúc nào lộ tẩy bất quá chờ ta thành là chân chính đại lão cũng sẽ không cần trang vương miểu cầm lấy trên bàn không gian giới chỉ phát hiện phùng mục viễn hết sức thượng đạo xóa đi hắn đã từng lưu lại ấn ký cho nên vương miểu có khả năng xem đến nội bộ rực rỡ muôn màu bảo vật thiên giai công pháp chân vũ quyết địa giai công pháp đãng khí quyết phẩm giai đều quá thấp không nghĩ tới phùng mục viễn đường đường một vị tiên nhân thậm chí ngay cả tiên kinh đều không có còn có một bức bách hoa tiên tử tranh chân dung dáng dấp cũng là rất xinh đẹp nhưng phía trên làm sao có chút nước động không phải là phùng mục viễn giấu nước miếng a móa a đây là vương miểu theo không gian giới chỉ trong góc lấy ra một khối xưa cụ bia đá phía trên sắp đặt cổ lão cấm chế tựa hồ tại phong ấn cái gì rất mạnh phong ấn liền phùng mục viễn này loại tiên nhân cũng mở không ra sẽ không phải là cái gì kinh thiên bảo tàng a vương miểu tranh thủ thời gian xóa đi cấm chế lực lượng sau một khác đáng sợ ma uy bắn ra hóa thành một tôn ba đầu sáu tay ma đạo cường giả dù cho chẳng qua là tùy tiện tràn ra một sợi khí tức cũng có thể nghiền nát đại hoang giới võ đế ha ha ha, bổn ma quân cuối cùng đã thoát khốn, này tôn ma đạo cường giả ngửa mặt lên trời cười lớn, sau đó mới chú ý tới vương miểu. Tiên hữu giao lưu hội sau khi kết thúc, vương miểu cũng lười trang cường giả, trên người khí tức lộ ra rất yếu, cho ma đạo cường giả một loại rất dễ bắt nạt cảm giác. Tiểu tử, hiện tại là năm nào tháng nào chỗ nào, ma đạo cường giả nhô ra sắc bén ma chảo, cố gắng bóp chặt vương miểu cổ tiến hành đoạt xá hiện tại là ngày tận thế của ngươi. Vương miểu lạnh nhạt nói. Lời còn chưa dứt, mà đạo cường giả đột nhiên cảm giác được có lực lượng đáng sợ đè ở trên người, không kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền đã toàn thân bạo liệt, hóa thành năng lượng bàng bạc dung nhập thời không điền viên. Đinh, thu hoạch được 10.000 điểm chất dinh dưỡng, đinh, thu hoạch được 10.000 điểm chất dinh dưỡng liên tục không ngừng thanh âm nhắc nhở tại bên tai vang lên, vương miểu lần đầu cảm nhận được cảm giác một đêm giàu sồi. Bởi vì này tôn ma đạo cường giả rất mạnh, cần tiêu hóa một quãng thời gian, liền vương miểu cũng không biết mình hết thảy đạt được bao nhiêu chất dinh dưỡng. Hắn tạm thời đóng cửa thanh âm nhắc nhở, tiếp tục tại trong không gian giới chỉ tìm kiếm. Lúc này, ma giới chỗ sâu nhất. Một chén nhỏ hồn đăng bỗng nhiên vỡ tan việc lớn không tốt vô cực ma quân hồn đăng nát một đạo bén nhọn thanh âm truyền ra kinh động ma giới các phương cường giả vô cực ma quân vẫn lạc cái này sao có thể hắn nhưng là tiên quân cấp cường giả dù cho chỉ còn lại có một sợi tàn hồn cũng không có khả năng dễ dàng như vậy ngã xuống a chẳng lẽ lần này bố cục gia sơ hở bị tiên giới đại năng phát hiện mỗ ngôi đại điện bên trong, một vị toàn thân biến mất tại trong ma vụ thân ảnh không ngừng lẩm bẩm trên mặt toát ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Vương miểu triệt bỏ tiên vụ lượn lờ tiên hữu giao lưu hội hội trường, đi vào ruộng trong viên một tòa cũ nát nhà gỗ nhỏ, thần sắc kích động mà nhìn xem một viên cổ lệnh. Đây là phong ấn vô cực ma quân bia đá sau khi vỡ vụn rơi ra ngoài bảo vật đã bị thời không điền viên phân tích đạt được một bản tên là vạn hóa thiên công đỉnh cấp tiên kinh. Liền thời không điền viên quản gia đều nói quyển công pháp này thập phần cường đại, có thể chế tạo ghim chắc mạnh mẽ tu hành căn cơ, còn có thể thi triển thiên biến vạn hóa lực lượng. Không được hoàn mỹ chính là công pháp nội dung không đầy đủ, chỉ đủ tu luyện tới võ đế đỉnh phong. Bất quá, dứt bỏ tiên giới, ma giới chờ thêm giới không nói, hiện tại đại hoang giới bên trong, võ đế đã là cảnh giới tối cao, có thể đi ngang. Một phiên cân nhắc sau, vương miểu lựa chọn tu luyện có thời không điền viên tại hắn có khả năng đi tới chư thiên vạn giới tìm tới vạn hóa thiên công còn lại nội dung không cần lo lắng về sau sẽ bị kẹt tại võ đế đỉnh phong trước nếm thử tu luyện vương miểu tạm thời buông xuống sự tình khác toàn lực nghiên cứu vạn hóa thiên công một bước một cái dấu chân tu luyện bởi vì trước đó ăn rất nhiều phàm dai, huyền dai hoa quả rau quả, trong cơ thể động lại khổng lồ tu vi lực lượng, làm vương miểu chính thức đạp vào tu hành lúc phát hiện tu vi tăng lên mãnh liệt. Hết thảy như nước chảy thành sông. Oanh, vương miểu dễ dàng hoàn thành 9 lần tôi thể, chính thức bước vào võ đồ nhất trọng. Không đến thời gian một chén trà công phu. Vương Miểu Liên phá cửu trọng, bước vào võ đồ phía trên võ giả chi cảnh, ở trong người ngưng tụ ra một cái khí hải, tản ra so cùng giai hùng hậu khí tức. Hắn tiếp tục tiêu hóa trong cơ thể động lại tu vi lực lượng, tu vi vững bước tăng lên, võ giả nhất trọng, võ giả nhị trọng. Võ giả cửu trọng, võ sư nhất trọng. Một mực đến võ sư đỉnh phong, mới ngừng lại được không hổ là vạn hóa thiên công, vì chế tạo tối cường căn cơ, mạnh mẽ tôi thể chín lần, mà lại mỗi tăng lên một cảnh giới, cần thiết tu vi lực lượng là cùng dai hơn gấp 10 lần. Ta cảm giác mình một quyền là có thể đánh chết 100 con trâu. Được rồi, châu châu quá đáng thương, về sau không đánh chúng nó, vương miểu đứng lên, thích ứng tăng vọt lực lượng. Hắn trong cơ thể động lại tu vi lực lượng rất nhiều, nếu như đặt ở đường hỏa trên thân, đầy đủ hắn tấn thăng võ vương. Nhưng bây giờ lại chỉ đủ vương miểu tăng lên tới võ sư đỉnh phong. Trong cơ thể động lại tu vi lực lượng đều tiêu hao hết, là thời điểm gieo trồng mới hoa quả, vương miểu lấy ra năm viên lớn chừng ngón cái màu vàng kim hạt giống. Đây là tại trong không gian giới chỉ tìm được linh dược hạt giống vừa thu hoạch được thời không điền viên lúc, vương miểu đạt được xứng phát bình thường hoa quả rau quả hạt giống, trồng ra tới thành phẩm chỉ có thể gia tăng tu vi lực lượng. Những chức năng khác cơ hồ không có. Nhưng nếu có linh dược hạt giống lại khác biệt. Thời không điền viên có khả năng cường hóa chúng nó bản thân tác dụng, còn có tỷ lệ nhất định phát sinh biến dị, trở thành hoàn toàn mới linh chủng. Tỷ như, huyết linh thảo tác dụng là chữa thương như vậy, thông qua thời không điền viên bồi dưỡng về sau, hắn chữa thương hiệu quả ít nhất tăng gấp bội, sau khi phục dụng, còn có thể tăng lên trên diện rộng người tu hành sinh mệnh lực. Cho nên, ngoại trừ cần chất dinh dưỡng, còn cần đủ loại đặc thù linh chủng. Mau mau sinh trưởng đi. Vương miểu đem này năm mai khác biệt chủng loại linh dược hạt giống trồng ở điền viên bên trong, phân biệt cách 3 mét khoảng cách. Sau đó, kiểm tra đã chứa đựng chất dinh dưỡng tổng số. 135 triệu điểm chất dinh dưỡng, Vương Miểu nhìn xem trong tầm mắt cái kia một nhóm ánh vàng rực rỡ con số, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đạp vào con đường tu hành về sau, hắn đã hiểu rõ mỗi cái cảnh giới tăng lên cần thiết năng lượng tổng cộng, cũng suy tính ra mỗi cái cảnh giới hoang thú có khả năng cung cấp chất dinh dưỡng. 135 triệu điểm chất dinh dưỡng, đây chính là tương đương với một tôn võ đế A, à, nhưng đi qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, vương miểu lại có chút mặt mày ủ rũ. Bị hắn gạt bỏ ma đạo cường giả vượt qua tiên nhân cảnh, kết quả vậy mà chỉ có thể cung cấp hơn một ức điểm chất dinh dưỡng, thật sự là quá ít. Có lẽ, đó chỉ là một cái tàn hồn, cho nên ẩn chứa chất dinh dưỡng không nhiều. Vương miểu trong lòng nghĩ như vậy, bắt đầu điều động liên tục không ngừng chất dinh dưỡng, rót vào trong đó một khỏa màu vàng kim linh dược hạt giống bên trong. Lốp bốp, một bụi cây giống phá đất mà lên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành đến cao một thước, sợi dễ như là long chảo, cho người ta một loại sống trên vạn năm cứng cắp cảm giác. Xoạt, trên đỉnh cây duy nhất một đóa hoa tươi nở rộ, lại truyền ra đinh tai nhức óc tiếng nước phạm vi ngàn dặm thiên địa linh khí trong nháy mắt bị dẫn dắt tới toàn bộ rót vào nụ hoa bên trong làm cho kết xuất một cái lớn chừng quả đấm tối trái cây màu vàng óng mặt ngoài che kín phức tạp từ kim sắc hoa văn bỏ ra một ngàn vạn điểm chất dinh dưỡng bồi dưỡng ra trái cây đến tột cùng có tác dụng gì đâu vương miểu hơi chuyển động ý nghĩ một chút thu hoạch tối trái cây màu vàng óng tin tức tên hoàng kim thánh thể quả phẩm cấp Thiên giai hạ phẩm tác dụng, ăn về sau, ở trong người ngưng tụ hoàng kim thánh thể ấn ký, đem thể chất cải tạo làm đại thành hoàng kim thánh thể, chỉ bằng vào thân thể liền có thể lực áp võ tôn. Chống lại võ thánh đây là vương miểu thấy thư giới thiệu hơi thở. T. Hắn nhịn không được hít sâu một hơi, hai ba lần liền đem hoàng kim thánh thể quả nuốt vào, lập tức có bằng bạc tu vi lực lượng ở trong người tan ra. Ẩm ầm Vương Miểu tấn thăng Vũ Linh nhất trọng, cũng tiếp tục tăng lên, rất nhanh đạt đến Vũ Linh đỉnh phong. Mặc dù Hoàng Kim Thánh thể quả là thiên giai hạ phẩm đặc thù linh quả, ẩn chứa bàng bạc lực lượng, nhưng tu vi tăng lên chẳng qua là nó phụ thêm tác dụng. Theo Vương Miểu luyện hóa trái cây lực lượng, cả người phát ra như giang đậu thanh âm, trong nháy mắt cao lớn 10 cm, dáng người trở nên càng thêm trắng kiện. Trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận dù cho chẳng qua là hơi động đậy đều có thể xé rách hư không đại thành hoàng kim thánh thể vương miểu cảm nhận được trong cơ thể bằng bạc lực lượng có một loại tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao cảm giác mạnh mẽ dù cho tu vi không cao hắn cũng có thể bằng vào thân thể cứng rắn võ thánh sau đó hắn nhìn về phía còn lại bốn cái hạt giống trên mặt vẻ chờ mong càng thịnh ta có một tòa thời không điền viên hỗn độn đông qua tinh dùng hóa thân thánh quả chế tạo thân ngoại hóa thân nghe chọn bộ tại mê truyện audio.com hết thảy năm mai màu vàng kim linh dược hạt giống đều là vương miểu tại phùng mục viễn trong không gian giới chỉ tìm tới cái thứ nhất hạt giống trồng ra hoàng kim thánh thể quả thụ cũng không biết còn lại bốn cái hạt giống phân biệt có thể trồng ra cái gì nên không lại có khả năng trồng ra một cái tiên nữ a à? Vương Miểu nửa đùa nửa thật nói, thậm chí có chút chờ mong, nhanh lên đem chôn dưới đất hạt giống đào lên, sử dụng thời không điền viên phụ trợ công năng cẩn thận kiểm tra. Đằng trước ba cái hạt giống cũng chỉ là thiên giai hạ phẩm. Loại thứ nhất gọi trường sinh thánh quả, sau khi ăn vào, võ thánh trở xuống người tu hành, có thể gia tăng 3.000 năm thọ nguyên. Nhưng nếu như là võ thánh trở lên người tu hành dùng, hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Loại thứ hai gọi vô cấu thánh quả, sau khi ăn vào thu hoạch được đại thành vô cấu chi thể có thể tăng lên tu hành hiệu suất. Đối với Vương Miểu Tới nói, vô cấu chi thể ý nghĩa không lớn. Hắn chủ yếu là dựa vào thời không điền viên bồi dưỡng hoa quả tăng cao tu vi, bản thân liền không có chất bẩn mà lại tương đương với không có bình cảnh, tốc độ tăng lên rất nhanh loại thứ ba gọi thiên hương thánh quả, sau khi ăn vào, cả người thể chất đạt được to lớn cải thiện, cả đời tản mát ra thấm người mùi thơm, tâm ma không sinh. Trường sinh thánh quả cùng vô cấu thánh quả đối ta ý nghĩa không lớn, nhưng cũng dùng bồi dưỡng ra đến, giá cao bán đi, sau đó đổi lấy có khả năng chuyển hóa thành hàng loạt chất dinh dưỡng bảo vật. Đến mức thiên hương thánh quả, ta một người nam, muốn cái gì mùi thơm? có điều tu vi cực cao nữ người tu hành hẳn là sẽ hết sức ưa thích có thể bán cái giá cao vương miểu rất có gian thương tiềm chất đã bắt đầu chuẩn bị tương lai kế hoạch hắn đem lực chú ý đặt ở cuối cùng một viên màu vàng kim hạt giống lên trong tầm mắt nổi lên tương ứng tin tức tên hóa thân thánh quả phẩm cấp thiên giai thượng phẩm tác dụng hoàn toàn chín mùi sau hóa thân thánh quả, có thể bồi dưỡng ra một tôn võ thánh đỉnh phong hóa thân, có được thần hành, phá hư chi nhãn, thiên chi pháp tương, ba loại thiên phú thần thông. Hóa thân ngã xuống về sau, bản thể có thể kế thừa ba loại thiên phú và bộ phận tu vi lực lượng chất dinh dưỡng tiêu hao năm ngàn vạn điểm mặc dù không thể trồng ra một cái tiên nữ thế nhưng một người võ thánh đỉnh phong hóa thân phụ thêm ba loại mạnh mẽ thiên phú thần thông cũng là có thể đưa đến tác dụng rất lớn từ nay về sau phân thân tại bên ngoài hành tẩu tìm kiếm kỳ lạ linh chủng thuận tiện thu thập càng nhiều chất dinh dưỡng bản thể tọa trấn thời không điền viên tiếp tục đóng vai thần bí khó lường vương miểu chân quân Vương Miểu thu hồi trong tầm mắt chữ viết tin tức, khóe miệng lộ ra ý cười. Hắn lần nữa đem bốn cái hạt giống trồng ở điền viên trong đất, điều ra hàng loạt chất dinh dưỡng, liên tục không ngừng đổ vào đang trồng tử lên. Bốn đạo màu sắc khác nhau ánh sáng phá đất mà lên, trên bầu trời tràn đầy tường vân điểm lành, cách mấy ngàn dặm đều có thể trông thấy. Ầm ầm, vô số thiên địa linh khí bị dẫn dắt tới, hóa thành bốn cái hạt giống chất dinh dưỡng, gấp rút khiến cho chúng nó càng nhanh nảy mầm, sinh trưởng, nở hoa, kết quả. Làm chung quanh dị tượng tán đi, vương miểu nhìn xem bốn cái lớn chừng quả đấm trái cây, trong mắt đầu tiên là kinh hỉ, sau đó liền lộ ra đau lòng chi xác. Trường sinh, vô cấu, thiên hương ba khỏa thánh quả, phân biệt tiêu hao một ngàn vạn điểm chất dinh dưỡng phẩm giai cao nhất hóa thân thánh quả thì tiêu hao 5.000 vạn điểm. Một ngày không đến, 135 triệu điểm chất dinh dưỡng cũng chỉ còn lại có 4.500 vạn điểm, nhường vương miểu cảm nhận được theo phất nhanh đến nửa bước phá sản, đau lòng cảm giác. Ba loại khác thánh quả tạm thời để đó, thử trước một chút hóa thân thánh quả. Vương Miểu đối võ thánh đỉnh phong hóa thân thèm nhỏ dãi đã lâu, tràn ngập nghi thức cảm giác tẩy sạch sẽ tay về sau, hắn tháo xuống hóa thân thánh quả, một ngụm cắn. Bằng bạc lực lượng ở trong người chấn động, Vương Miểu có một loại hồn phách bị cắt đứt cảm giác. Nhưng cảm giác đau duy trì thời gian cực kỳ ngắn ngủi, khi hắn lấy lại tinh thần, liền phát hiện phía trước đứng đấy một cái cùng hắn thân ảnh giống nhau như đốt hóa thân hai mắt nhắm nghiền phóng thích ra khí tức mạnh mẽ theo vương miểu lấy ý niệm khống chế hóa thân người sau lập tức mở hai mắt ra khiến cho hắn có một loại cả người một phân thành hai cảm giác mười phần kỳ diệu thời gian kế tiếp vương miểu mở ra vạn giới hình ảnh hắn nhận lấy phùng mục viễn chỗ tốt tự nhiên muốn hỗ trợ tìm kiếm bách hoa tiên tử nhưng mà, vương miểu tại vô số trong tấm hình tìm một hồi lâu, lại không có thể thấy một cái giống trên bức họa nhân vật, chỉ có thể tạm thời để một bên, bắt đầu quen thuộc hóa thân. Khoảng cách thời không dược viên ba ngàn dặm địa phương, mấy chục đạo thân ảnh đứng tại một tòa khí thế bàng bạc tông môn trước đại điện, ngóng về nơi xa xăm cái kia mảnh liên miên hơn nghìn dặm dãy núi. Tông chủ, một ngày nay tại ly u sơn mạch bên trong, liên tiếp xuất hiện kinh thiên động địa dị tượng, chẳng lẽ xảy ra điều gì trọng bảo, tông chủ, đây có lẽ là chúng ta thiên nam tông kỳ ngộ. Trung quanh người tu hành đều tại phát biểu cái nhìn. Thiên hàng dị tượng, hoặc là thượng cổ động phủ hiện thế, hoặc là liền là thiên tài địa bảo thành thục, hoặc là có võ thánh trở lên cường giả xuất quan. Đứng tại mọi người phía trước vị kia lão giả lông mày trắng nói ra cái này người tên là Lý Hữu Phi, thiên nam tông đương nhiệm tông chủ, thiên nam đại vực ở bề ngoài đệ nhất cường giả, sớm đã đột phá võ hoàng đỉnh phong nhiều năm. Tại đại hoang giới bên trong, thành tiên trước kia cùng sở hữu võ đồ, võ giả, võ sư, vũ linh, võ vương, võ hoàng, võ tôn, võ thánh, võ đế chín đại cảnh giới. Võ hoàng đỉnh phong không tính là nhất lưu, nhưng đã rất mạnh mẽ. Võ thánh, này khả năng không lớn đi đã bao nhiêu năm chúng ta thiên nam đại vực thủy chung thường thường không có gì lạ liền một cái võ tôn đều không có lại làm sao có thể xuất hiện võ thánh thiên nam tông rất nhiều võ hoàng cảnh trưởng lão lắc đầu liên tục đi xem một chút chẳng phải sẽ biết lý hữu vi nói xong trước tiên bay lên trời sau người hơn mười vị võ hoàng trưởng lão nhìn nhau cũng đều theo sát mà đi nhưng vào lúc này Li U Sơn mạch vùng trời, bỗng nhiên xuất hiện một đôi to lớn vô cùng hai mắt, lại sinh ra lam, kim hai màu trọng đồng, giống như nóng bỏng mặt trời treo cao với thiên, lạnh lùng nhìn xuống đại địa. Đáng sợ linh khí thủy triều bao phủ mà ra, rất nhanh ảnh hưởng đến phương viên hơn vạn dặm. Mới vừa lên thiên lý hữu vi chờ hơn 10 vị võ hoàng đều bị khí lãng quét chúng, ôi, một tiếng hét thảm về sau, dồn dập theo trên trời rớt xuống, rơi đầy bụi đất võ võ thánh một vị nào đó trưởng lão không khỏi hít sâu một hơi mới vừa rồi còn nói không có khả năng xuất hiện võ thánh có thể bây giờ lại thật xuất hiện mạnh như vậy người khiến cho hắn cảm thấy gương mặt có đau một chút là đã thức tỉnh thiên phú thần thông võ thánh phóng nhãn đại hoang giới cũng hẳn là rất mạnh tồn tại tông chủ lý hữu vi cả kinh nói nhưng càng làm cho hắn ngạc nhiên là cặp kia to lớn vô cùng trọng đồng mắt lại hướng thiên nam tông chỗ hướng đi nhìn lại khiến cho hắn có loại toàn thân thật lạnh cảm giác sau một khác